Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Laptop World, thời gian công nghệ, và lại là mình Xuân Nguyễn đây. Cách để có thể lựa chọn laptop dành cho văn phòng chuẩn của năm 2022, có thể là anh em chưa biết. Mình rất mong ra thật nhiều cái video như này để có thể giúp cho anh em phần nào, giúp cho mình có thể lựa chọn những mẫu laptop thật là phù hợp với bản thân mình, đáp ứng được những nhu cầu của bản thân khi mà lựa chọn mua laptop. Vậy thì còn chờ gì nữa, hãy cùng bắt đầu thôi. Trước khi vào video này thì mình đã để phía bên dưới một danh sách các đường link những mẫu laptop gợi ý mà anh em có thể lựa chọn dành cho văn phòng của năm 2022. Anh em có thể click vào đó để có thể dẫn thẳng tới trang web Laptop World và lựa chọn anh em nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tới với các tiêu chí để có thể xác định các nhu cầu bản thân mình. Anh em cần gì ở một chiếc laptop dành cho văn phòng nhỉ? Tiêu chí 1, đấy chính là về mỏng nhẹ và linh hoạt. Mỏng nhẹ nhưng mà cũng phải đi cùng với cả cứng cáp nữa anh em nhé. Thì thường mình sẽ khuyến khích anh em lựa chọn những mẫu laptop với build nhôm, mặt lưng nhôm hoặc là thiết kế máy full nhôm. Thì lúc này anh em sẽ tin tưởng, yên tâm sử dụng, mang đi theo bên mình đi bất cứ đâu. Thêm vào đó nữa là với các anh em con trai thì mình sẽ thường khuyến khích lựa chọn những mẫu laptop văn phòng từ khoảng 2 cân đổ xuống thôi. Quá 2 cân thì vác đi sẽ khá là vất vả. Còn với các chị em thì sẽ là từ khoảng 1 cân rưỡi trở xuống. Đấy, còn với những mẫu laptop mà từ khoảng độ 1 cân cho đến 1 cân 3 thì giá thành nó sẽ bị chênh lên khá là cao. Nó sẽ thường hướng tới những mẫu laptop business hơn là dành cho các anh em văn phòng cơ bản. Đó là xong về các cái tiêu chí về mỏng nhẹ và linh hoạt anh em nhá. Chúng ta sẽ cùng sang tới tiêu chí thứ hai, đấy chính là về bàn phím, như là touchpad. Anh em thường sẽ có 3 thứ quan trọng nhất mà chúng ta sử dụng để có thể giao tiếp với laptop, đấy chính là gì? Màn hình, bàn phím và touchpad, đúng không anh em? Vậy thì bàn phím touchpad phải là sướng thì dùng văn phòng mới là ổn, đúng nào? Vậy thì làm sao để có thể đánh giá được một chiếc bàn phím hay là một chiếc touchpad tốt? Tất nhiên là phải gõ thử mới biết. Nhưng mà nếu mà em không có cơ hội để có thể trải nghiệm những mẫu bàn phím hay là touchpad thì lúc này sẽ cần đến những người reviewer như mình. Thì thường mình sẽ chọn những mẫu laptop với layout bàn phím bố trí khoa học một chút và có một chút gì đó gọi là công thái học để mà anh có thể sử dụng trong khoảng thời gian dài, gõ phím nó không bị mỏi tay, đúng không anh em? Thì hầu hết là những mẫu laptop thời gian gần đây họ đều cân đối lại cho chúng ta về cái layout bàn phím, làm sao để mà với cái kích thước của keycap này hay là cái khoảng cách nó đều nhau để mà cho chúng ta cảm giác gõ phím được tốt nhất. Đặc biệt là với nhà anh em Acer hay là Dell thì đều cho chúng ta một cái layout bàn phím phải nói là rất là quốc dân và chúng ta chỉ cần làm quen một cách rất là dễ dàng luôn đấy. Đó là với bàn phím. Thêm một số các cái điểm quan trọng nữa như về hành trình phím. Mình muốn một chiếc laptop với hành trình phím nó phải là đủ sâu từ khoảng độ 1,4 mm, thì lúc này chúng ta gõ phím nó sẽ được thoải mái bàn tay hơn, nó không bị cấn lại trong quá trình chúng ta gõ phím, đúng không anh em? Với những cái mẫu như là MacBook đời trước, đời 2019 trở về trước ấy, thì phải nói là hành trình phím của nó là một trong những chiếc bàn phím là cực kỳ là dở tệ, bởi vì hành trình phím nó rất là nông và rất là cấn. Đó là một ví dụ điển hình. Tiếp theo nữa là về cái khung máy. Khung máy cũng là một cái điểm mà quyết định lên cái việc bàn phím gõ có sướng hay không. Khung máy nó phải là cứng cáp, nó không bị ọp ẹp, bấm mạnh, nó không bị lún xuống quá là nhiều. Đấy, thì cái việc khung máy nó có tốt hay không cũng là một điểm nho nhỏ anh em nhé, để mà quyết định được tới cảm giác gõ phím. Tiếp theo sẽ là về touchpad. Touchpad thì thường đối với mình sẽ là lựa chọn một chiếc touchpad. Đầu tiên sẽ là về cảm giác vuốt chạm lướt trước đã. Nó phải là mướt, nó phải là trơn, không bị dí tay. Sau đó thì chúng ta mới tính tới chuyện là kích thước. Thì thường trên những mẫu laptop văn phòng bây giờ đây đều cho chúng ta những touchpad với kích thước rất là lớn. Điển hình như là chiếc máy mình đang có ở đây, chiếc Vivobook Pro 14 OLED. Tuy là màn hình 14 inch nhưng mà touchpad của nó thậm chí là to hơn cả những chiếc màn hình điện thoại mà thời gian gần đây chúng ta đang sử dụng nữa. Chính vì thế mà cái không gian trải nghiệm của chúng ta phải nói là hoàn toàn thoải mái. Và anh em có thể sử dụng touchpad lẫn bàn phím trực tiếp ở trên laptop mà không cần thiết phải sử dụng tới bàn phím rời hay là chuột rời nữa. Bonus nữa thêm cho anh em một số cái thông tin nho nhỏ nữa, đấy chính là nếu như mà anh em thường xuyên phải nhập số liệu như là các người anh em làm văn phòng về ngân hàng, tài chính kế toán hay là giảng viên cần phải nhập số liệu thường xuyên thì hãy lựa chọn những mẫu laptop màn hình 15,6 inch, bởi vì là những mẫu laptop như thế này thường thì sẽ được trang bị bàn phím số bên cạnh anh em ạ, layout full size sẽ có cả phím số bên cạnh để anh em có thể nhập số liệu được tốt hơn. Còn từ khoảng 14 inch trở xuống ấy, thì sẽ chỉ là cái layout rút gọn như này mà thôi. Đấy, sẽ không có phím số và chúng ta sẽ phải vươn lên trên này để nhập số liệu, nhưng mà nó sẽ gọn gàng và cân đối hơn rất là nhiều. Và như vậy là xong tiêu chí thứ hai rồi, hãy cùng mình bước sang tiêu chí thứ ba. Thì như bên trên mình đã nói đấy, ba thứ mà chúng ta thường xuyên sử dụng để giao tiếp với máy tính nhất đấy chính là gì ạ? Bàn phím, touchpad và cuối cùng là màn hình. Thì với màn hình của chúng ta, lựa chọn màn hình cho anh em văn phòng thì lựa chọn màn hình như thế nào? Cái đầu tiên thì mình vẫn cứ nghĩ nó phải là đẹp trước đã. Cái việc chúng ta phải thường xuyên trải nghiệm, thường xuyên phải giao tiếp chính với chiếc laptop đó là thông qua màn hình, mắt chúng ta phải quan sát vào đây, thì cái chiếc màn hình đẹp nó sẽ giúp chúng ta có một cái trải nghiệm nó được tốt hơn rất là nhiều. Thì với những mẫu laptop bây giờ trong khoảng độ từ 17 triệu trở lên là anh em đã có một chiếc laptop màn hình OLED rồi anh em ạ, để có thể quan sát màu sắc tươi đẹp, sắc nét Full HD, thậm chí là có cả 2,8K đến là lên khoảng độ hơn 20 triệu đồng một chút, anh em đã có tận 2,8K sắc nét. Thì lúc này anh em có thể quan sát được vô tư, hình ảnh hiển thị sắc nét, màu sắc đẹp mắt, màu đen sâu, độ tương phản cao, đúng không nào, độ sáng cao nữa. Và có một cái điểm rất là quan trọng trên mẫu laptop màn hình OLED, anh em biết là gì không?
đấy chính là về khả năng bảo vệ mắt. Những chiếc màn hình OLED của Asus bây giờ đây nó lọc lên tới là 70% ánh sáng xanh để cho anh em có thể bảo vệ mắt được tốt hơn, bảo vệ sức khỏe hay là giấc ngủ chúng ta được tốt hơn nữa. Ok, đó là cái tiêu chí về màn hình. Còn về kích thước thì mình không nói tới nữa nhé. Laptop văn phòng thì thường mình sẽ lựa chọn trong khoảng độ từ 14 hoặc là 15 inch, 13,3, 14 hoặc là 15 inch đều là ổn để anh em có thể sử dụng vào mọi thiết bị văn phòng của anh em rồi. Tùy xem là anh em muốn lựa chọn laptop nhỏ hay là to thôi, màn hình nhỏ hay màn hình to thôi. Hãy cùng mình sang tới tiêu chí thứ tư. Tiêu chí thứ tư của mình đấy chính là về cấu hình và hiệu năng. Một chiếc laptop văn phòng thì phải là một chiếc laptop thứ nhất là đã phải cân đủ để cho chúng ta vào những cái tác vụ văn phòng rồi. Những cái tác vụ từ nặng nhất cho tới nhẹ nhất em nó đều phải là cân được tốt. Tiếp theo nữa em nó phải đủ cái tài nguyên RAM để mà có thể mở cho chúng ta khoảng độ vài chục tab ROM đi chăng nữa thì vẫn có thể chạy được tốt các bộ ứng dụng văn phòng. Đúng rồi anh em. Đó là về cái tiêu chí tối thiểu. Tiếp theo nữa thì nếu như mà anh em có nhu cầu cao một chút như là muốn sử dụng với những tác vụ như là multimedia, chỉnh sửa hình ảnh, edit video hay là Photoshop, hay là anh em có thể chiến một số các tựa game eSports nhẹ nhàng cơ bản như là LOL hay là Valorant thì một em máy văn phòng cũng phải là cân được cho anh em. Đấy là cái tiêu chí của năm 2022 đấy anh em ạ, không có gì là bất ngờ đâu, đúng không nào? Vậy thì cấu hình gợi ý của mình là gì? Đầu tiên sẽ là Ryzen 5 5500U hoặc là i5 1135G7, các Iris Xe Graphics hoặc là Radeon Graphics Vega 7. Tiếp theo, RAM phải là từ 8GB trở lên, đúng không nào? Bây giờ ai còn dùng RAM 4GB nữa? RAM 4GB thì cũng phải có slot để nâng cấp. Còn hầu hết là tối thiểu laptop bây giờ anh em sẽ phải dùng từ RAM 8GB trở lên. Thì với 8GB RAM mình có thể mở được lên tới khoảng 20 tab ROM. Và thêm vào đó là mình có thể mở được thêm Word cũng như là Excel cùng một lúc. Thì em nó sẽ không gặp hiện tượng giật lag hay là bị tràn RAM. Ok, đó là với RAM của máy. SSD thì cũng bắt buộc là phải có sẵn từ 256GB hoặc là 512GB trở lên thì nó mới đủ tài nguyên để mà anh em có thể lưu trữ dữ liệu cũng như là loát hệ thống được nhanh chứ, đúng là anh em. Thì với cấu hình mình kể trên, anh em hoàn toàn có thể quẩy những con game như là LOL hay là Valorant ở mức khoảng 100fps, hay là em có thể edit, chỉnh sửa video, chỉnh sửa hình ảnh thông qua Premiere hay là Photoshop ngon nghẻ mượt mà cho máy này. Tất nhiên là ở mức cơ bản thôi bởi vì em nó đâu cạc được họa rời đâu, đúng là anh em. Ngoài ra thì với cấu hình như thế anh em cũng có thể hoàn toàn mở lên tới khoảng vài chục tab ROM hay là mở lên các ứng dụng Word, Excel, PowerPoint, tất cả các bộ ứng dụng văn phòng. Thậm chí là những cái file nặng nhất cũng có thể cân được tốt ở trên combo cấu hình này. Và đó là cái thông số cấu hình tối thiểu để anh em lựa chọn laptop văn phòng cho năm 2022. Lý do vì sao mà mình lại khuyến khích lựa chọn combo cấu hình nó mạnh mẽ tới như vậy, thậm chí là nó ngang với cả những mẫu Ultrabook cao cấp? Lý do là vì mình nghĩ cho anh em mà thôi, để anh em có thể sử dụng trong một khoảng thời gian dài về sau này, chứ không phải bị giới hạn quá là nhiều khiến cho anh em phải đổi máy liên tục. Đúng nào, thì với cấu hình như thế anh em hoàn toàn có thể dùng trong khoảng 4 cho tới 5 năm nữa là một chuyện hết sức là bình thường rồi. Hay là thậm chí có nhiều anh em nghĩ là muốn laptop văn phòng đấy, nhưng mà khi mua máy về lại vẫn muốn mở máy lên chơi một số cái trận game LOL hay là Valorant với anh em nữa, thì có một cấu hình như thế là có thể cân được tốt cho anh em. Chúng ta sẽ cùng sang tới tiêu chí thứ 5, đấy chính là tiêu chí về pin cũng như là về cổng kết nối. Ok, tất nhiên rồi, laptop văn phòng chúng ta sẽ thường quan tâm tới điều này khá là nhiều, đúng không nào anh em? Thì với những mẫu laptop văn phòng trong khoảng độ từ 17 triệu đồng trở lên, thời điểm hiện tại là sẽ có một viên pin gọi là đủ dùng cho chúng ta trong khoảng từ 5 tới 6 tiếng ở các tác vụ gọi là cơ bản trung bình cho văn phòng rồi. Thì mình thấy rằng là với cái dung lượng pin như thế nó hoàn toàn là hợp lý, nó vừa cân đối cho chúng ta về mức giá thành này, về mức hiệu năng hay là về cả trọng lượng cho máy của chúng ta nữa. Đúng không nào? Thêm vào đó nữa là về cục sạc của máy bây giờ đây thì nó cũng thiết kế cho những laptop văn phòng đều là những cục sạc thiết kế nó khá là nhỏ gọn để mà anh có thể dễ dàng mang theo bên mình, bỏ vào túi và xách đi, không quá nặng nề, cho nên là hãy luôn luôn backup cục sạc cho mình anh em nhé. Tiêu chí tiếp theo là về cổng kết nối. Với những mẫu laptop dành cho văn phòng thì mình thường sẽ lựa chọn những mẫu laptop có đủ các cổng như là USB Type-A để có thể kết nối ra chuột này, hay là bàn phím này, hay là máy in này. Đấy, máy in thường anh em sẽ phải sử dụng rất là nhiều trong văn phòng ấy, đúng không nào? Tiếp theo nữa là về cổng HDMI. Cổng HDMI để có thể xuất hình ảnh ra máy chiếu hay là màn hình rời để cho anh em có thể trình chiếu, slide hay là thuyết trình trên văn phòng. Đâu có phải lúc nào chúng ta cũng ngồi soạn thảo đâu, chúng ta còn phải thuyết trình trước các sếp nữa chứ, đúng không nào? Và đó là 5 tiêu chí mình đặt ra để mà có thể lựa chọn những mẫu laptop văn phòng của năm 2022 để cho anh em có thể sử dụng lâu dài về sau này. Thì không biết là cảm nhận của anh em thế nào về video này nhỉ? Đừng quên rằng là mình đã để phía bên dưới phần mô tả video này những cái đường link dẫn tới những cái mẫu laptop mà mình đã gợi ý trong video này anh em nhé. Còn bây giờ đừng quên ủng hộ cho Laptop World một like, một sub cũng như lại nhấn nút chuông để không bỏ lỡ video mới. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.